Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nấu một món miền Trung nữa. Đó là món cá ngừ kho thơm ăn kèm với bún. Đây là mình đang ướp gia vị vào cá ngừ nè. Hôm nay mình mua được một khúc cá ngừ tươi lắm nha. Ướp xong để 15 phút cho cá được thấm. Còn đây là trái thơm của nhà mình bán nè. Bán gì ăn đó đỡ phải mua ha mọi người. Còn đây là rau của bố mình trồng nè. Ở Đà Lạt hay ăn kiểu rau cắt nhỏ như vậy lắm. Trộn thêm với giá, húng lủi và rau thơm nữa. Thêm ít dưa leo và hành tây sắc mỏng. Nhìn rau có ngon không mọi người? Ok, đổ dầu vào để kho cá thôi. Mình chọn cá ngừ loại to ăn cho ngon nha. Trước khi kho thì mình hay chiên sơ hai mặt cá. Sau đó thì đổ nước ướp cá này vào luôn. Đây là cách kho cá riêng của mình. Mình không có bỏ màu hay gì hết á. Đổ thêm một ít nước sôi vào và cho thơm vào luôn. Sau đó kho cá ở lửa riu riu nha mọi người. Xong rồi nè, tắt bếp và ăn thôi. Nhìn màu cá kho có đẹp không mọi người? Mình được biết là thường xuyên ăn cá ngừ á sẽ bổ sung lượng sắt cần thiết cho cơ thể, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và tăng cường chức năng gan nữa. Bỏ một ít bún vào, thêm thật nhiều rau xanh. Hồi nhỏ mình được ăn món này nhiều lắm á mọi người. Còn bây giờ thì lười ăn lắm. Sẵn quay clip cho mọi người thì mình mới có cơ hội được ăn nè. Cá ngừ mà kết hợp với thơm á, nó hợp tình hợp lý lắm luôn á. Bỏ nước cá sắp sắp như thế này thôi nha mọi người. Nước cá kho càng nóng thì ăn càng ngon. Mình mời mọi người miếng cá nè. Món này có đúng kiểu của miền Trung không mọi người? Ăn chán bún rồi mình bày ra mình ăn như bánh chén nè. Bánh chén ở quê mình nó có cái màu vàng vàng, màu vàng của nghệ á. Bánh chén ngon xỉu luôn á. Nó dai dai, ăn đã miệng lắm. Này là mẹ mình đang cuốn cho mình nè. Cuốn hết cá, rau và bún vào. Có ai đã từng ăn bánh chén nghệ này rồi chưa? Lấy củ bánh chén chấm chung với lại nước cá kho. Ngon xỉu luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Bye bye.